Nay ngày 1 tây tháng 10 thì chúc cho 4 tháng giao cố quả để chia sẻ yêu thương để bà con trong những dịch nghèo xe đang xuống. 4 tháng chết rồi. Quá trời cảm ơn chị Trúc, chị Kiều nó chia sẻ yêu thương cho bà con trong vùng. Bữa nay một tay rồi, cảm ơn nhìn anh chị Trúc, chị Kiều, cô bác nào ai đi chợ Phú Lâm ủng hộ cho chị Trúc. Chị Trúc hết mùa dịch này chị Trúc con quá chị đã tạ công đức chị Trúc, chị Kiều.